Kính thưa toàn thể quý vị, và trở lại cái phần 2 trong chương trình thì quý vị theo dõi trong phần đầu đó thì quý vị cũng đã rõ là anh em của chúng tôi đã đề cập rất là nhiều về vấn đề tình trạng thất nghiệp hiện nay, nó xảy ra những ai và nó xảy ra trong cái lĩnh vực nào vân vân. Thì chúng tôi bây giờ xin được đi thêm vô trong cái chi tiết trong phần 2 đó. Thì thưa anh Huy, bây giờ chúng ta thử phân tích để cho khán thính giả của mình có một cái nhìn phải nói là phiến diện hơn về cái nạn thất nghiệp. Thì theo định nghĩa của kinh tế thì thất nghiệp theo anh thấy nó được chia ra mấy cái thành phần, và cái những cái thành phần này nó xuất phát vì những nguyên nhân nào? Giả sử như là thưa quý vị thấy là có những người họ bị mấy cái cơ sở sản xuất thay đổi máy móc, cho nên rồi từ đó họ không có thể hội nhập được những cái new technology, cho nên họ bị thất nghiệp là một phần. Rồi có những quý vị đó là cái hãng của mình nó đóng cửa bởi vì cái hãng của mình nó rời đi qua một cái quốc gia khác, giả hỉ như là quý vị làm xưởng may chẳng hạn, bây giờ hãng rời qua bên Trung Quốc, cho nên tất cả những người đó bị thất nghiệp. Hoặc là có những người thất nghiệp bởi vì chưa có kinh nghiệm, như chúng tôi vừa đề cập là tất cả có những em nó học xong nó đi ra nhưng mà nó chưa có thất nghiệp, nó chưa có kinh nghiệm cho nên bị thất nghiệp. Và anh có thể chia sẻ với thính giả thêm về những cái vấn đề liên quan như thế này hay không anh? Dạ vâng. Cảm ơn Mạnh. Cái câu hỏi của anh thì nó liên quan rất là nhiều về định luật của kinh tế. Và khi mà những cái môn học kinh tế đó, họ thất nghiệp và lạm phát là hai một cái đề tài khá lớn trong cái môn kinh tế. Thì nói về thất nghiệp, người ta đào sâu hơn, là phân tích rõ hơn là thất nghiệp nó từ đâu xuất phát, là cái lý do nào, cái nguyên nhân nó xuất phát chính là nó từ đâu. Thì nó có ba loại. Loại thứ nhất là một cái loại thì tiếng Anh nó gọi là frictional unemployment, có nghĩa là những cái người mà chưa có kinh nghiệm. Cái điển hình, thí dụ điển hình rõ nhất là khi mà một người mới ra trường, học xong một cái bằng cử nhân, chưa có công ăn việc làm, và muốn gia nhập thị trường lao động, muốn có một cái job chuyên môn của mình mà không có kinh nghiệm. Thì quý vị thấy là mỗi hàng năm cứ tháng 11 là khi mà sinh viên của chúng ta chuẩn bị nộp hồ sơ, là vì phải thi xong cái năm cuối đó, năm cuối của một khóa học, là bắt đầu phải nộp đơn xin những cái công ty lớn, những cái hãng xưởng lớn để mà thâu nhập những cái bằng, dù là kỹ sư, luật sư hay là những cái bất cứ ngành nghề gì họ chưa kinh nghiệm, họ phải xin giống như là graduate anh ạ nha, một người cử nhân mới ra trường. Thì cái số lượng đó bị nạn rất là nhiều khi mà kinh tế nó đang yếu. Chẳng hạn như là hiện bây giờ hãng xưởng đuổi rất là nhiều, và khi mà họ được sa thải nhiều như vậy thì đồng thời họ cũng không có lấy thêm vào những cái người mà gọi là mới ra trường vào. Thường thường những công ty lớn, những ngân hàng lớn hàng năm họ nhận vào 100 sinh viên mới ra trường, đã mới tốt nghiệp gia nhập công ty của họ, rồi họ sẽ đào tạo lên. Nhưng mà khi mà cái nền kinh tế đang khó khăn thì họ cắt xuống cái lối đó còn phân nửa. Thì thưa anh Huy, cho mình ngưng anh ở đây, thì có nghĩa là cái công ty đó họ cứ giảm cái số nhân viên của họ xuống thì chẳng khác nào là cái công ty của họ nó càng ngày nó càng co cụm, nó nhỏ lại, phải không ạ? Là vì lý do kinh tế nó đang yếu. Với cái sự thiếu phát triển, vì kinh tế đang không có được mạnh, không có được phát triển mà theo như ý mong muốn, thì họ phải cắt giảm nhân viên. Thì cái con số đó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là quý vị thấy trong tình hình kinh tế khó khăn thì những người nào mà mới ra trường mà gia nhập cái thị trường lao động á, thì những rất là vất vả, là tại vì cái số lượng thất nghiệp quá nhiều. Thì đó cũng là một nguyên nhân của cái nạn thất nghiệp. Thứ hai là những cái loại thất nghiệp mà hãng xưởng bị đóng cửa mà chúng ta phải dời đi chỗ này qua chỗ khác. Chẳng hạn như là một hãng xưởng đóng cửa ở Victoria chuyển qua New South Wales, thì những cái người đó sẽ bị thất nghiệp. Nhưng mà những cái người đó họ phải có cái sự di chuyển, họ phải rời một chỗ này qua chỗ khác để họ theo cái công việc của họ. Thì những cái loại thất nghiệp đó thì mình cũng gọi là cyclical unemployment, thì nó cũng ít thôi. Nhưng mà cái loại lớn nhất anh Mạnh mà chúng tôi sẽ nói đến đó, là cái loại thất nghiệp về cái cụ tái cấu trúc mà Úc chúng ta đã bị ảnh hưởng khoảng 10 năm nay. Có nghĩa là cái sự thay đổi về hoàn cảnh của nước Úc, thay đổi về những cái chuyện mà xảy ra trên cái
cái nền kinh tế toàn cầu làm cho một cái sự cạnh tranh của chúng ta, của nước Úc chúng ta bị thiếu đi hay là bị mất chỗ đứng về cái mức độ cạnh tranh. Vì vậy đó là cái vấn đề cấu trúc của xã hội. Công ăn việc làm chúng ta như hãng may mặc, xe hơi, rồi bao nhiêu những hãng xưởng khác phải đóng cửa và bao nhiêu công ăn việc làm phải mất. Tuần trước anh em chúng tôi đã có một cái đề tài rất rõ ràng về 1 triệu job đã bị mất ở trong ngành sản xuất, thì đó cũng là một cái thất nghiệp lớn do vấn đề tái cấu trúc lại xã hội. Có nghĩa là vì cái giá thành của Úc sản xuất ra một cái món đồ quá đắt thì họ phải mang công ăn việc làm nó qua một cái nơi mà nó rẻ hơn. Đó là cái vấn đề cấu trúc, cái thất nghiệp vì cái sự thay đổi của môi trường và cái cấu trúc của xã hội nó thay đổi như vậy. Thì Úc của chúng ta đang bị đe dọa rất lớn, cứ hàng ngày bao nhiêu những công ăn việc làm bị mất là vì những cái loại thất nghiệp như vậy. Anh Mạnh có đề cập là technology hay là một cái gì mà sự tân tiến hóa cho cái ngành kỹ thuật nó cao hơn, thì những cái người ngày xưa lúc mà họ làm những công việc tay chân thì bị mất đi vì technology cũng có. Bị mất đi vì chúng ta bị mất cái khả năng cạnh tranh. Rõ ràng là khả năng cạnh tranh chúng ta không còn. Chúng ta không còn kỹ nghệ may mặc, chúng ta không còn kỹ nghệ sản xuất xe hơi, chúng ta không còn nhiều những kỹ nghệ khác nữa. Cho nên cái unemployment lớn nhất là ở chỗ đó mà ra. Vâng, bây giờ để trở về thưa khán giả hiện tại đó, thì như anh Huy thấy là trong gần 2 năm nay đó là job bị mất liên tục thưa quý vị. Nếu quý vị có bà con thân nhân ở nhà, anh em trong nhà thấy là bị job mất liên tục từ vấn đề hãng xưởng, rồi sau đó bước qua cái ngành retail, tức là ngành buôn bán lẻ, rồi bước qua cái ngành IT, Information Technology. Trong cái tuần này đó thì lại có cái hãng nhôm là Elkhoa đó bị đóng cửa một lần nữa. Thì xin anh có thể chia sẻ cái sự việc đó như thế nào? Ai cũng nói là cái thời kỳ boom về mining, bây giờ lại cái hãng nhôm lại đóng cửa là sao anh? Dạ vâng. Lại một lần nữa chúng ta thấy là hết Holden, hết Ford, rồi Toyota, ba cái hãng xe hơi lớn, rồi đến một cơ sở sản xuất về nhôm. Elkhoa là một cái công ty lớn mà đã gắn liền với kỹ nghệ nước Úc bao nhiêu năm nay. Anh Mạnh còn nhớ là ở thập niên 90 chúng ta có Steelworks. Cha anh chúng ta cũng đã từng làm cho Steelworks ở Wollongong, là hàng làm ăn sắt thép ở Wollongong với Newcastle. Dạ, đúng. Hai chỗ đó cũng bị đóng cửa, dần dần job sẽ không còn nữa. Chỉ còn lại một số nhỏ những cái cơ sở sản xuất cuối cùng mà thôi. Hãng nhôm ở nằm ở vùng phía tây của Sydney, bây giờ bắt đầu cũng phải đóng cửa. Những cái nơi mà làm nhôm với thiết anh Mạnh sẽ cũng không còn. Elco là một cái công ty rất là lớn và có tầm vóc lắm. Ở những thập niên 80-90 họ vẫn còn là một cái cơ sở sản xuất có tên tuổi ở tại nước Úc, nhất là ở những ngoại ô của Sydney. Thì bây giờ lại một lần nữa, không phải riêng gì cô A mà nó đã có xảy ra biết bao nhiêu công ăn việc làm, từ bán lẻ, từ những ngay cho đến ngân hàng, rồi những cái hãng xưởng. Thì Elcoa tuần này cũng tuyên bố. Tuần trước chúng ta nói về Toyota, trước đó thì Holden với Ford, thì bây giờ lại cứ mỗi hàng tháng chúng ta lại có những đại công ty. Chưa kể là song song đó, chúng ta cứ hàng tuần chúng ta đã thấy vài cái tin tức nhỏ những công ty có khoảng vài ba chục nhân viên bị đuổi. Thì cái áp lực lớn về cái sự cấu trúc của xã hội Úc đã không cho phép chúng ta giữ lại được những công việc như mà chúng ta đã có 2-3 thập niên về trước. Đó là cái nguồn lớn nhất mà thất nghiệp đó từ đâu đó, thì chúng tôi cố gắng để giải thích cho quý vị thấy là thất nghiệp là từ ở nơi đó. Dạ vâng. Có những cái trường hợp đó thưa anh Huy, một người khi mà mất việc mà sau đó họ không tìm lại được việc cho mình trong một cái thời gian rất rất lâu thì mình gọi là very long term unemployed, tức là VLTU. Vậy thì anh có thấy cái tỷ lệ của những người long term unemployed hiện nay nó có nhiều hay không, và theo như anh thấy thì chính phủ đã làm những cái gì để giúp cho họ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Cái chữ long term unemployment đó, khi mà tôi nhìn thấy chứ tôi rất là lo ngại. Trên định nghĩa đó, nếu một người đã bị thất nghiệp trên 12 tháng là gọi là long term employed, tức là trong một năm trời họ đi tiếp tục tìm việc mà không có việc.
Thì khi mà họ không có việc như vậy, họ đăng ký với Centrelink thì họ được coi là long term unemployed. Yeah. Và cái long term unemployed này nhiều người đã coi như là bỏ cuộc luôn. Khi mà họ bỏ cuộc thì họ không có nằm trong cái thống kê 6% mà chúng ta có. Cho nên để trở lại cái tiền đề mà chúng ta nói lúc đầu, cái tỷ lệ 6% là cho những người thật sự là có đăng ký và có là rõ ràng là thất nghiệp thôi. Nhưng mà cái số mà underemployed và long term unemployed thì lại không có nằm trong đó. Vì long term unemployed là những người bị thôi bây giờ tôi nản quá, tôi không có làm nữa, thì tôi chỉ giúp ở nhà, giúp cho gia đình làm việc này việc kia. Chúng tôi không có nằm trong tỷ lệ thất nghiệp, là tôi không có danh sách ở trong cái tỷ lệ của thống kê là tôi đang bị thất nghiệp. Cho nên cái số long term unemployed rất là nhiều, nhất là ở những cái lứa tuổi khoảng 53 đến 65, dưới 65 đó. Yeah. Là những cái lứa tuổi mà người ta hay gọi là về hưu non đó anh Mạnh. Có nghĩa là họ có khả năng họ làm tới 12 năm nữa, nhưng mà không may họ 53 tuổi họ bị mất việc rồi. Họ có thể làm tới 12 năm nữa đến 65 tuổi, nhưng mà họ phải ngừng đó, rồi họ kiếm những công ăn, những cái việc làm ở nhà, quay quần ở nhà họ làm. Thì cái đó gọi là long term unemployed. Và hầu như là họ sẽ cũng không có đăng ký vô trong cái hệ thống New Start. Hay là họ tự nuôi họ. Thì con số này rất là nhiều. Và sau đây là cái câu hỏi cuối cùng của chương trình Kinh tế và Tài chính trong tuần của ngày hôm nay. Thì thưa anh Huy, nếu mà xin anh một cái lời khuyên đến cùng tất cả những người mà mới bị mất việc đó, thì theo như anh nghĩ thì họ phải nên làm những cái gì để mau chóng gia nhập lại cái thị trường lao động thưa anh? Dạ vâng. Một cái câu hỏi rất hay anh Mạnh, tại vì nhiều người họ cũng đang rất là phân vân, nếu tôi đã làm cho một công ty 30 năm rồi mà công ty đó sẽ bị đóng cửa trong một ngày gần đây, thì cái quan trọng là vấn đề tâm lý. Thì nó hơi khó một cái là mình phải thích ứng ngay. Những người mà tôi thấy là họ thích ứng ngay, có nghĩa là họ, tôi đã làm công việc như thế này thì tôi phải làm sao mà thích ứng, mà để tìm những cái nơi nào mà cái công việc mà nó có một cái chuyện mà mình có thể chuyển qua một công việc khác nhanh được, hay là gọi là retraining, hay là tái huấn nghệ cái skill của mình. Yeah. Có rất là nhiều người chẳng hạn như là họ đã làm hãng khoảng 30 năm rồi, sau đó họ có một cái redundancy thì họ nói tôi thấy là cái ngành nghề giao thông vận tải là bây giờ nó đang trên đà đi lên. Họ mới quay qua, họ tìm một cái xe truck để mà họ mua cho một cái business để họ lái. Đó là những cái vài cái thí dụ mà chúng ta thấy rất là nhiều trong cộng đồng của mình. Là mình phải xoay lại nghề, mình không có ngần ngại thích ứng những công việc mới. Có nhiều người, cái này tôi muốn chia sẻ với quý vị là về những kinh nghiệm mình đã thấy qua và trong những cái quá trình mà làm việc, thì chúng ta thấy là nhiều người họ nói tôi đã làm trong một cái văn phòng mười mấy hai chục năm rồi, mà không may mà công việc không còn tồn tại nữa, vì công việc làm họ đã mang qua Philippines hết rồi. Thì mình khi mình nghỉ việc thì có thể là mình lập ra một cái công ty nhỏ để mình làm commercial cleaning. Yeah. Hay là mình làm những công việc, nói chung là chúng ta phải có cái sự thích ứng và phải coi cái nhu cầu của công việc nó ở đâu. Yeah. Và chúng ta không ngần ngại tự làm cho chúng ta. Lúc trước chúng ta là employee thì bây giờ chúng ta là self-employed. Thì theo tôi thấy là cái đó là một cái cách mà chúng ta để xoay nghề nhanh vậy thôi. Ở Hoa Kỳ họ khuyến khích rất là nhiều. Chúng tôi có thể làm một công việc, cũng là một con người làm văn phòng 20 năm rồi, nhưng mà họ quyết tâm khi mà họ bị mất việc, họ ra, họ sẽ làm vấn đề mở coffee shop, mở takeaway shop. Họ phải đào tạo họ có một cái tay nghề mới, và cái sự uyển chuyển với sự adoption có nghĩa là một cái sự thích ứng, và họ thích ứng ngay và chuyển cho mình có một cái tư thế để mà chuẩn bị vô cái ngành nghề mới liền. Yeah. Thì cũng giống như là anh em chúng, những cha anh chúng ta lúc mà vượt biên qua được xứ Úc hay là qua Mỹ, thì quá khứ vẫn phải để lại. Lúc đó chúng ta phải bắt tay vô, đây là cái đất mới của mình ở đây, thì công ăn việc làm nào có. Thì quý vị cũng thấy là hơn 3-4 thập niên vừa rồi, cha anh của chúng ta đã gia nhập những cái hãng xưởng, những công ăn việc làm mà có ở tại thời đó, thì cũng giống như vậy mà thôi. Thì chúng ta phải biết cách xoay nghề và tái huấn luyện cái khả năng của mình. Vâng, để nhanh chóng thích ứng với trong cái môi trường mới, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi tin rằng là trong tất cả những cái giây phút vừa qua, ít nhiều anh em của chúng tôi đã đưa đến cùng toàn thể quý vị nắm được cái con số thất nghiệp của nước Úc hiện nay đang ở đâu và trong tương lai sẽ như thế nào.
Và chúng tôi đã phân tích cho quý vị rõ tất cả về cái vấn đề thất nghiệp, nó những cái con số ẩn, số hiện nó như ra sao. Và sau cùng là một cái lời khuyên của một người kế toán gia đến cùng toàn thể quý vị là nếu mà không may mất công ăn việc làm thì chúng ta vẫn có thể nhanh chóng học lại huấn nghệ để làm bước qua một cái trang sử mới, phải không thưa quý vị? Chứ không có thể ngồi đó là phải cứ ngồi nghĩ là tôi là chỉ ngày trước làm cho hãng xe, bây giờ tôi chỉ có hãng xe mà thôi. Và một lần nữa xin thay mặt cho toàn thể quý khán giả Vi Mạnh xin cảm ơn anh Huy. Và nhân tiện đây chúng tôi lưu ý cùng toàn thể quý vị là kế toán gia Nguyễn Quang Huy là một người quá kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thuế, kế toán đầu tư. Huy hiện có hai văn phòng, một ở Karamata và một ở Banh Sao. Ở Banh Sao đó là lầu 1 số 30, số 20 Banh Thao City Plaza. Đó là điện thoại là 97901399. Văn phòng thứ hai của Huy ở tọa lạc ở Karamata, đó là nằm trên đường con John Street thưa quý vị. Đó là lầu 2 số 3-41-43 John Street. Điện thoại nơi đây là 97231341, 97231341. Và một lần nữa xin thay mặt cho khán giả của Vietfay TV, Vi Mạnh xin cảm ơn Huy đến đây để chia sẻ tất cả các kinh nghiệm của mình đối với cái hiện tại hiện nay đó là nạn thất nghiệp. Dạ, cảm ơn anh Vi Mạnh và chào tạm biệt quý vị thính giả của Vietfay TV. Đây là chương trình Kinh tế và Tài chính trong tuần với kế toán gia Nguyễn Quang Huy. Chúng tôi xin được tạm ngưng và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.